Trọng tài là những người quyền lực trên sân cỏ và những quyết định của họ vô cùng quan trọng trong một trận đấu bóng đá. Cũng chính vì thế, đôi khi có những quyết định sai lầm của vị vua áo đen dẫn đến tranh cãi. Và sau đây, hãy cùng chúng tôi điểm qua. Từ chối bàn thắng vì thủng lưới. Phút 70 trong trận đấu Dugo Poli gặp Sepete tại giải hạng 2 Croatia, cầu thủ mang áo số 9 bên phía Sepete đã thực hiện thành công quả đá 11m. Tuy nhiên do lưới bị thủng nên quả bóng đã lọt ra ngoài. Điều bất ngờ là trọng tài chính sau đó lại không công nhận bàn thắng này của các cầu thủ Sepete. Trong tình huống quay chậm, quả bóng đã đi vào khung thành và xuyên qua mảnh lưới. Dù đã chứng minh điều này với trọng tài, nhưng mà bàn thắng vẫn bị từ chối. Sút bóng ra ngoài vẫn được trọng tài công nhận. Bàn thắng ma của Stefan Kjaerslin ghi được ở phút 70 trong trận đấu sớm nhất vòng 9 Bundesliga đã giúp Bayer Leverkusen có chiến thắng trước chủ nhà Hoffenheim. Xuất phát từ quả đá phạt góc, tiền đạo Stefan Kjaerslin bật khá đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc và ra mép ngoài của lưới. Tuy nhiên khi vẫn còn đang lăn trên vách lưới thì bất ngờ bóng lại chui ngược vào bên trong khung thành do trên lưới có một lỗ thủng. Trong tay chính, Price lúc đó đã không thể quan sát hết, vì thế đã công nhận đó là một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ cho Leverkusen trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người có mặt trên sân, kể cả cầu thủ ghi bàn. Tình huống tranh cãi diễn ra trong trận đấu giữa câu lạc bộ Nola và đối thủ Castro Villari tại giải hạng 4 của Ý. Cụ thể phút 17 của trận đấu, tiền đạo Domenico Mazzo của Nola đã tận dụng tốt sai lầm của hàng thủ đối phương để tâng bóng qua đầu thủ môn đội bạn. Dù vậy, trước khi bóng kịp lăn qua vạch vôi, một cầu thủ bên phía Castro Villari đã phi như bay về và kịp hóa giải. Tuy nhiên mọi nỗ lực của anh chàng này lại trở thành công cốc khi mà trọng tài chính Ussini đã bất ngờ công nhận bàn thắng dưới sự tư vấn của vị trợ lý. Theo hình ảnh được ghi lại, dù chỉ nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy chưa hề có bàn thắng cho đội chủ nhà. Dù các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Castro Villari tỏ ra phẫn nộ với quyết định của trọng tài, nhưng mà mọi thứ vẫn được giữ nguyên. Bóng vào lưới cả mét, trọng tài vẫn từ chối bàn thắng. Trong trận đấu giữa đội tuyển Anh và Đức tại vòng 1/8 World Cup 2010, phút 38, Lampard đã sút bóng căng ngay trước vòng 16m50 khiến bóng đi bật mép dưới xà ngang, dội xuống đập đất rồi bật trở lên và thủ môn tuyển Đức kịp quay người về ôm gọn. Trọng tài chính người Uruguay không công nhận bàn thắng cho tuyển Anh, nhưng mà các góc hình quay chậm sau đó cho thấy bóng đã qua vạch vôi rõ ràng. Bàn thắng bị đánh cắp này được coi là một trong những bê bối khó quên tại World Cup. Tình huống đóng vai trò then chốt dẫn đến quyết định áp dụng công nghệ giám sát cầu môn của FIFA ngày nay. Trọng tài bắt chính hôm đó, George Latrionda và trọng tài biên Mauricio Espinosa sau này đều nói rằng họ rất hối tiếc về quyết định của bản thân sau khi xem lại pha quay chậm. Bản thân thủ thành của Đức Manuel Neuer cũng thừa nhận đó là một bàn thắng hợp lệ. Tình huống hy hữu xảy ra ở giải hạng 2 Italia 2019 khi bóng đã vào lưới rõ ràng đến cả mét nhưng mà vẫn bị trọng tài từ chối. Tình huống sai lầm khó tin của trọng tài đã làm thay đổi hoàn toàn kết quả trận đấu giữa Cosenza Calcio và Empoli trong khuôn khổ Serie B. Cụ thể tình huống diễn ra ở phút 83, tiền vệ Samuel Rizky đã tung một cú sút xa như búa bổ, đưa bóng dội xà ngang bay vào lưới. Đoạn video quay chậm cho thấy rõ ràng bóng đã đi vào trong khung thành, nhưng mà điều phi lý đã xảy ra khi trọng tài chính hoàn toàn không nhận ra và từ chối bàn thắng của Empoli. Đến goal line cũng mắc sai lầm. Phút 90+3, cuộc so tài giữa Bồ Đào Nha và Serbia tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu hôm 27 tháng 3. Lúc này tỷ số đang quân bình 2 đều. Ronaldo thoát xuống bên cánh phải theo hướng tấn công rồi dứt điểm kỹ thuật loại bỏ thủ môn của Serbia. Bóng từ từ lăn vào khung gỗ trước khi trung vệ Mitrovic kịp nhòi người phá ra. Pha chiếu chậm cho thấy bóng rõ ràng đã qua vạch vôi nhưng mà bàn thắng của Ronaldo không được công nhận. Lỗi chính thuộc về trọng tài biên Mario Diz, người theo dõi hướng tấn công của Bồ Đào Nha và sau đó tham mưu cho trọng tài chính Danny McKinley ra quyết định sau cùng. Và sai lầm của trọng tài Mario Diz đã phải trả giá khi ông bị loại khỏi nhóm trọng tài Hà Lan làm nhiệm vụ tại Euro 2021. Ở phút 42 trận đấu giữa Sheffield United và Aston Villa, Sheffield United được hưởng quả đá phạt ở bên cánh trái từ pha treo bóng của Oliver Norwood. Thủ thành Ozan Nilan đã lao ra ôm bóng. Sau đó người gác đền này đã tiếp đất không vững và vẫn ôm bóng sau khi lùi về phía sau vạch vôi. Sau đó các cầu thủ Sheffield United cho rằng bóng đã đi ra phía sau vạch vôi, nhưng trọng tài Michael Oliver vẫn cho trận đấu tiếp tục vì công nghệ goal line chưa thông báo bàn thắng về đồng hồ của ông. Do tin tưởng vào công nghệ nên trọng tài không cần tới sự trợ giúp của VAR. Pha quay chậm cho thấy trái bóng đã nằm gọn phía sau vạch vôi. Điều đó có nghĩa rằng là Sheffield United đã mất oan bàn thắng vì công nghệ.
Lý giải cho sự sai sót của Gòn Lai, đơn vị cung cấp công nghệ này cho biết cả 7 máy quay được đặt xung quanh khung thành đã bị che bởi thủ môn, các cầu thủ phòng ngự và cột dọc. Trong hơn 9.000 trận đấu công nghệ này được sử dụng, chưa bao giờ các máy quay bị che kín tới vậy. Trước trận, các thiết bị đã được kiểm tra và mọi thứ hoàn toàn bình thường. Và cũng mắc sai lầm. Bàn quyết định của Al Tanaka trong trận thắng Tây Ban Nha 2-1 tại bảng E World Cup 2022 gây tranh cãi lớn khi mà các hình ảnh cho thấy bóng dường như đã ra ngoài trước khi được Kaoru Mitoma tạt vào để dứt điểm. Tuy nhiên, sau khi tham khảo các trọng tài ở phòng VAR, trọng tài chính vẫn quyết định công nhận bàn thắng cho Nhật Bản. Đáng nói, tại World Cup 2022, FIFA và nước chủ nhà Qatar đầu tư rất nhiều công nghệ hiện đại. Thế nhưng khi tất cả rất cần những hình ảnh chi tiết trong tình huống ghi bàn của Nhật, đã không có bất cứ hình ảnh nào được chiếu lại bằng công nghệ phân tích. Trái lại, khi xem tình huống quay chậm, giới mộ điệu còn cảm nhận rõ rệt hơn việc bóng đã đi hết đường biên ngang. Sự tranh cãi được đẩy lên cao trào khi với bàn thắng tranh cãi đó, Nhật Bản đã giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Kết quả này đã trực tiếp nhấn chìm mọi nỗ lực của đội tuyển Đức. Dù cho Đức cũng giành chiến thắng 4-2 trước Costa Rica. Nếu bàn thắng kể trên không được công nhận và Nhật Bản hòa Tây Ban Nha, khi đó người cùng Tây Ban Nha lọt vào vòng 16 đội là Đức chứ không phải Nhật Bản. Hội đồng Premier League thừa nhận tổ VAR đã thực hiện 6 quyết định không chính xác trong nửa đầu mùa 2022-2023. Trong trận MU thắng Arsenal 3-1 tại vòng 6, Gabriel Martinelli đưa bóng vào lưới quỷ đỏ đầu trận, nhưng mà tổ VAR do ông Lee Mason phụ trách khuyên trọng tài Paul Tierney ra xem lại tình huống sau khi Martin Odegaard va chạm với Christian Eriksen trước đó. Sau khi xem lại băng quay chậm, Tierney nhận xét Odegaard phạm lỗi với Eriksen khiến Arsenal bị tước đi một bàn thắng. Premier League đánh giá pha va chạm của Odegaard với Eriksen không đủ lớn để thổi phạt, chính vì vậy Arsenal bị tước đi một bàn thắng hợp lệ. Một sai lầm khác của VAR khi không công nhận bàn gỡ hòa ở phút 90 của Maxwell Cornet cho West Ham trong trận thua 1-2 trước Chelsea hồi đầu tháng 9. VAR cho rằng Jarrod Bowen đã phạm lỗi với thủ môn Edouard Mendy của Chelsea ngay trước khi Cornet ghi bàn. Một sai lầm tiếp theo của VAR là pha đá phản lưới nhà của Tyrick Mitchell bên phía Crystal Palace trong trận gặp Newcastle. Bàn thắng không được công nhận cho chết chòe vì VAR cho rằng Joe Willock đã phạm lỗi trong pha tranh chấp với thủ môn Vincent Guetta. Brentford cũng được hưởng lợi từ sai lầm của VAR trong trận gặp Nottingham Forest hồi tháng 11 khi VAR xác định thủ môn Dean Henderson đã phạm lỗi với Joanne Wissa trong vòng cấm. Từ chấm 11m, Brian Embiemo đã thực hiện thành công quả phạt đền gỡ hòa 1-1 cho Brentford và trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2. Thẻ đỏ của Douglas Luiz vì hành vi bạo lực với Alexander Mitrovic ở phút 62 trong trận thua 0-3 của Aston Villa trước Fulham hồi tháng 10 cũng bị cho là không chính xác. Aston Villa chỉ bị dẫn trước 0-1 vào thời điểm đó. Kết thúc trận đấu ở phút 85. Trận đấu trên sân Omnisport de Limpe rơi vào cảnh hỗn loạn sau khi trọng tài Janis Kawe đã bất ngờ thổi hồi còi kết thúc khi đồng hồ mới chỉ ở phút 85. Cả sân bóng ngỡ ngàng vì quyết định này và ban huấn luyện của tuyển Tunisia là những người đã phản ứng dữ dội nhất. Bởi thời điểm này, Tunisia đang bị Mali dẫn trước 1-0 và đang nỗ lực đến tận cùng hòng giành lại ít nhất một điểm trong trận ra quân. Sau khi nhận ra sai sót của chính mình, vị trọng tài người Zambia đã quyết định cho gọi cầu thủ hai đội trở lại sân để mà thi đấu nốt khoảng thời gian còn lại. Nào ngờ khi đồng hồ mới chỉ ở phút 89 và 43 giây, ông Sikakwe lại tiếp tục gây sốc, một lần nữa thổi còi mãn cuộc. Ban huấn luyện Tunisia đã không giữ nổi bình tĩnh và huấn luyện viên trưởng Manher Kabayer đã lập tức lao vào sân, liên tục chỉ tay vào đồng hồ để phản đối cả trọng tài lẫn các trợ lý nhưng vô hiệu. Trước phản ứng gay gắt của các thành viên tuyển Tunisia, lực lượng an ninh tại sân Limpe phải can thiệp làm hàng rào che chắn để giúp các trọng tài rời sân an toàn. Vừa rồi là những quyết định gây tranh cãi của các trọng tài trong các trận đấu bóng đá. Đừng quên nhấn like video và bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.